Về những cặp loa như này rất là muốn về nhiều nhưng mà nó không có số lượng các bác nhé. Đây là cặp Ramsar. Nếu mà nghe vừa rồi thì không ai nghĩ đây là một cặp loa hát. Em nhấn mạnh đây là một cặp loa hát. Tuy nhiên thì nghe nhạc của nó thì thực sự là có những cái cặp loa mà nghe nhạc chưa chắc đã tiếng nó được tốt như cái cặp này. Cặp này nó khá là ít hàng cho nên là anh em xem cái review chắc là cũng không nhiều lắm. Mà em về cặp này, anh em sẽ thấy một cái khác ở đây này. Ramsar, nhưng ở đây thì lại là Panasonic. Đó. Anh em nào chưa biết thì giải thích cho anh em thêm. Tức là Ramsar nó là một cái thương hiệu của hãng Panasonic. Đấy, anh em cứ hình dung như vậy. Đấy. Cặp này hát là sở trường, nhưng mà nghe nhạc, mà đặc biệt những cái dòng nhạc vàng bolero của nó thì cũng ngang sở trường luôn, tiếng rất tốt. Anh em nhìn thông số của nó là sẽ thấy cái độ chất của cái cặp loa này. Đấy, em này chịu đòn 160W một chiếc, trở kháng 8 ohm nhé, made in Japan. Đây là một cặp loa rất chất. Đấy, bình thường thì anh em mình sẽ để là ngang này, nhưng mà bởi vì cái phần loa, cầu loa và phần tem nó ở dưới này thì trước này em dựng lên để anh em mình nhìn cho nó dễ. Đấy, trên nóc này thì nó như này. Đấy, để nó kiểu dạng như này. Anh em để như này cũng được, nếu mà để dưới. Em này sử dụng một bát 20 gân xếp với họng tép giống như cái dòng tép tai voi của Yamaha. Tiếng em này rất là hay. Em sẽ test thêm cho anh em nghe thêm cái đoạn đầu của bài này. Mà nó hay thì nó lại còn dễ ghép. Đấy, cái đặc trưng của cái dòng Ramsar là như vậy. Một âm piano hơn 100W thôi, tiếng hoành rất hay. Test trong này rất là phê. Em đang thử mỗi đôi này thôi đấy cho các bác nhé. Mỗi đôi này với chiếc âm ly này và đây từ iPad ấy, anh em nhìn. Thế mà nghe nhiều khi anh em lại không biết, lại nghĩ là đang đầu thêm cái gì. Đây từ iPad này. Cắm trực tiếp xuống luôn âm ly, từ âm ly ra loa. Và lại còn không qua một cái thiết bị gì hết. Ở đây nó có dập nổi cái chữ Ramsar này. Đấy, nhìn chung ấy là Ramsar, kể cả loa lẫn cục đẩy của Ramsar. Nếu anh em nào chơi rồi sẽ biết là em nói đẩy của Ramsar và loa của Ramsar đều rất là chất lượng. Từ cái kiểu dáng thiết kế lẫn chất âm. Em này thì vượt xa cái tầm ngân sách, vượt xa tầm tiền. Đấy, thương hiệu này thì anh em trong nghề hoặc anh em thợ hoặc anh em chơi nhiều thì anh em mới biết thôi. Chứ anh em mới chơi thì chưa chắc đã biết rằng Ramsar. Nhưng mà thế mạnh của Ramsar nó là đồ biểu diễn. Cho nên những cái đồ gia đình của nó thừa hưởng được những cái phần rất là gấu của những cái cặp loa biểu diễn. Cho nên tiếng nó thành rất hay. Cặp này nhá, hát hay này, chịu đòn tốt này. Giá thì rất là bèo. Nhưng mà chất tiếng và mọi cái đem lại thì em này nếu mà nói về lực nó nhỉnh hơn cả 301 C3 các bác nhé. Và tép, giải tép của nó cũng hơn. Bát thì nó lực hơn, nhưng mà bát của 301 C3 thì khả năng nó sẽ mềm hơn một chút. Đấy, để mà đánh giá nhận xét là nó như vậy. Đây, em đang thử bằng chiếc âm ly có hơn 100W thôi, 2030. Mà tép nó rất là nảy, nghe nó như kiểu nghe mình nghe thêm tép ngoài. Dòng Ramsar đặc trưng nó đánh lên rất là tốt. Mà nó đã hay, xong rồi nó không kén thì mới làm cặp loa hay. Loa hay mà lại kén âm ly chỉ một vài dòng thôi, tìm khó thì chưa chắc nó gọi là hay. Hay nó phải đáp ứng những yếu tố hay trong tầm tiền này. Đấy, dễ ghép này và tiếng hay thì mới gọi là hay. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng
Anh em nào có nhu cầu sở hữu em Ramsa thì điện cho theo số máy này nhé. Lô này thì Ramsa có được đôi hai đôi thôi, còn chủ yếu là về sẽ về Bo và Pioneer, cái này là lẫn vào thôi. A85 nhé. Rồi, xin chào, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.